Hello, xin chào mọi người nhé. Video này mình xin chia sẻ cho các bạn cách thay đổi mật khẩu. Mình bán mấy cái app trắng thông tin này thì mình làm cái video này sẽ chia sẻ cho các bạn cách thay đổi mật khẩu như thế nào. Đầu tiên các bạn hãy vào trình duyệt web của các bạn. Cốc chôm hay là cái gì này, tùy các bạn. Tại đây thì các bạn hãy đăng nhập vào cái trang web goplay.vn goplay.vn Enter. Tại phần tài khoản này thì các bạn hãy đăng nhập tài khoản và mật khẩu mà mình đã chuyển cho các bạn. Ví dụ mình đăng nhập vào tài khoản của mình, một tài khoản trang thông tin. Đây chính là một tài khoản trang thông tin này. Những cái link mà mình đang bán ấy thì là đa số là tất cả, hầu như là tất cả là đều là trang thông tin hết. Nó sẽ hiển thị như thế này. Các bạn bấm đồng ý. Đây chính là cái tài khoản, một tài khoản mình ví dụ. Những tài khoản mà mình đang bán ấy đều trang thông tin hết thì các bạn vào thì nó sẽ hiển thị như thế này. Thì các bạn phải đăng muốn bảo mật cái tài khoản của các bạn thì các bạn hãy đăng ký số điện thoại. Các bạn đọc cái phần bảo mật tài khoản này. Xác thực điện thoại này. Khi các bạn muốn xác thực số điện thoại của các bạn hãy dùng máy điện thoại của các bạn ấy thì soạn tin go. Và đằng sau dấu cách. Đằng sau tiếp theo là cái số tài khoản, cái ID tài khoản của các bạn gửi đến 8100. Soạn tin như thế này. Đợi mình để mình chèn cái video quay màn hình cái điện thoại nhé. Các bạn đợi một chút. Đây rồi. Các bạn hãy vào phần tin nhắn này. Tại phần tin nhắn các bạn hãy viết tin nhắn và gửi đến 8100. Soạn tin go cách. Tiếp theo là cái mã ID của các bạn. Đây là cái mã ID của mình thì nó sẽ hiển thị ở trên cái màn hình như thế này. Các bạn gõ mã ID vào. Sau khi các bạn soạn tin nhắn xong thì các bạn phải kiểm tra lại cái mã ID để xem nó có đúng trên cái màn hình máy tính không nha. Ok. Các bạn gửi. Sau khi có mã xác thực thì các bạn hãy nhập cái mã xác thực ở trên điện thoại. Nhập cái mã xác thực được tin nhắn nó gửi về trên điện thoại thì nhập vào. Sau khi các bạn nhập xong cái mã xác thực được gửi trên điện thoại về thì các bạn nhấn vào xác nhận. Và sau đó là đã được thông báo là xác thực số điện thoại thành công. Các bạn F5. Các bạn
thoát tài khoản ra và đăng nhập lại nhé. Sau khi các bạn đăng nhập lại thì các bạn bấm vào cái phần thông tin này và nó sẽ hiển thị lên cái phần cái số điện thoại các bạn đã đăng ký vào cái tài khoản này. Lưu ý là các bạn có được cái tin nhắn mã xác thực gửi về thì các bạn phải nhớ cái mật khẩu cấp 2 cùng cái tin nhắn đấy, nó có ghi viết tắt là MKC2 đấy. Các bạn ghi ra tờ giấy và cất đi. Các bạn nhớ là ghi ra tờ giấy nhé, ghi ra tờ giấy cái tên tài khoản này, tên mã ID này. Sau khi các bạn có cái mã xác thực các bạn đăng ký xong rồi thì các bạn thoát cái tài khoản ra và sau đó này đăng nhập lại cái tài khoản, các bạn bấm vào thông tin thì nó sẽ hiển thị lên cái phần số điện thoại này, bấm vào bảo mật thì nó hiển thị lên cái phần bạn đã xác thực số điện thoại ... số điện thoại của bạn, và các bạn ghi ra tờ giấy mấy cái này để ghi nhớ trong trường hợp mà các bạn quên mật khẩu. Sau khi các bạn nhận cái tài khoản mình bán cho các bạn ấy thì các bạn có thể vào đăng ký số điện thoại của các bạn này, sau đó soạn tin như cái mình vừa hướng dẫn ở trên này. Các bạn nhớ cái mật khẩu cấp 2, MKC2 là mật khẩu cấp 2 này, các bạn nhớ này. Các bạn muốn lấy cái hủy thông tin cá nhân hay là thay đổi số điện thoại khác thì các bạn có thể hủy số điện thoại. Tiếp theo là cái cách đổi mật khẩu thì các bạn chỉ cần bấm vào đây thôi, bấm vào đổi mật khẩu này. Ví dụ mình sẽ làm thử cho các bạn, gõ chữ mật khẩu mới, mật khẩu cấp 2. Các bạn nhớ mật khẩu cấp 2 nhé. Cái mật khẩu cấp 2 là lúc vừa nãy mà có cái tin nhắn nó gửi về trên điện thoại của các bạn đấy. Các bạn gõ cái mật khẩu cấp 2 vào đây để đổi mật khẩu. Ví dụ mình đổi mật khẩu này, khoan đã, trước khi đổi mật khẩu cấp 2 các bạn nhớ kiểm tra caplock nhé. Cái caplock ở bên trên cái nút shift bên trái bàn phím của các bạn ấy, các bạn bấm thử xem khi nó hiển thị liền cái chữ A này thì là chữ A hoa, còn nó mở thì là chữ bình thường. Các bạn nhìn được cái chữ bình thường ấy thì các bạn hãy gõ nhé, gõ mật khẩu vào. Các bạn lưu ý là các bạn gõ mật khẩu mới thì các bạn phải nhớ cái mật khẩu mới đấy. Các bạn có thể ghi ra cái mật khẩu mới thì ghi ra tờ giấy trước, không các bạn gõ vào thì nó sẽ không bị quên. Mật khẩu cấp 2 là các bạn nhập cái MKC2 ở trong cái tin nhắn mà 8100 gửi về. Phần này thì là đa số là chữ viết hoa, các bạn có thể bật caplock lên. Sau khi các bạn gõ xong thì các bạn kiểm tra xem cái mật khẩu cấp 2 có đúng trong điện thoại không, các bạn thay đổi. Này nó báo sai mật khẩu cấp 2 này. Các bạn gõ lại này. Mình gõ thành hai chữ D nó thành mẹ chữ D luôn. Thank you.
Khoan đã, trước khi gõ lại cái mật khẩu này, các bạn xem lại cái caps lock. Quên, vừa mình chưa tắt caps lock. Và như vậy nó báo là cập nhật thành công, thì có nghĩa là các bạn đổi mật khẩu thành công. Các bạn thoát ra và đăng nhập với cái mật khẩu vừa lấy của các bạn. Và như vậy nếu vào được thì là đúng theo cái mật khẩu của các bạn rồi. Nghĩa là mật khẩu mới của các bạn đã dùng được. Các bạn, mình khuyên các bạn lên ghi ra tờ giấy ba cái dòng này. Ghi ra tờ giấy ba cái dòng này để khi nào nếu các bạn quên mật khẩu thì các bạn có thể lấy lại mật khẩu. Đây này, nó báo được cho chúng cái dòng này này. Là mật khẩu cấp 2. Đến lấy lại mật khẩu cấp 2 khi các bạn mà qua cái số điện thoại các bạn đăng ký rồi, các bạn gõ cái phần này để lấy lại mật khẩu cấp 2 nếu các bạn quên. Khi qua mật khẩu cấp 2 rồi, các bạn có thể vào để lấy lại tài khoản. Quên tài khoản nó sẽ dùng mật khẩu cấp 2 mới lại số điện thoại để lấy lại. Các bạn nhớ là ghi cái phần tài khoản với cái ID này ra cái tờ giấy mà cất đi nhá. Cả cái số điện thoại nữa. Ví dụ cho các bạn xem cái danh sách tài khoản của mình này. Đây chính là cái danh sách tài khoản, một số điện thoại có thể đăng ký 5 tài khoản. Đây chính là 5 tài khoản trong cái số điện thoại của mình. Các bạn chỉ cần soạn tin này, soạn tin go, soạn tin mỗi chữ go thôi. Gửi đến 8100 thì nó sẽ có tin nhắn gửi về các danh sách những tài khoản mà số điện thoại của các bạn đã đăng ký. Mình chỉ khuyên các bạn này ghi mấy cái này ra tờ giấy nhá. Và như vậy là cách video này là mình chia sẻ cho các bạn cách đổi mật khẩu mấy này đăng ký số điện thoại cho cái tài khoản trang thông tin. Các bạn nào có nhu cầu mua cái app của mình ấy thì xem cái video bán app ấy, có một số cái tài khoản, có 9 cái tài khoản mà có mấy khẩu súng ngon đấy, giá chỉ 100 200 thôi. Anh em mua ủng hộ nhé.